Rồi bắt đầu vào bài đẩy ngực tạ đơn ghế ngang, băng ghế ngang gì nha, đẩy tạ đơn tập ngực. Rồi điều đầu tiên là các bạn sẽ cần một cái quấn cổ tay. Tại vì sao là các bạn phải quấn được cổ tay, với các bài tập tạ đơn nó sẽ rất là lắc. Bạn nên có quấn cổ tay để bảo vệ cổ tay của bạn, tránh nó dao động quá nhiều, nó gây ra chấn thương cổ tay dành cho bạn. Hãy quấn chặt và nhớ là quấn vô để bảo vệ cổ tay. Quấn ngay mắt cá. Quấn ngay mắt cá nha. Rồi, quấn cứng cái cổ tay. Rồi, với cái tạ đơn này á, thì các bạn khi các bạn mới tập, các bạn nên tập nhấc nó từ mặt đất như vậy đi. À, giữ lưng thẳng, từng cái khòm lưng bưng tạ gì nha. Rồi nhấc mặt đất, dùng chân đẩy lên, nhấc lên, xong rồi để nó lên đùi. Rồi, khi các bạn để lên đùi, các bạn sẽ thực hiện cái động tác là dùng cái lực đùi nảy lên như thế này. Đẩy lên cùng lúc hai chân, nhưng mà có thể là bên trái trước một xíu. Đẩy lên gì? Nè, nhìn kỹ nha. Lên nè. Rồi, để trên cao gì? Rồi, giữ như thế này, để chân xuống, giữ thăng bằng. À, mình hướng dẫn cho các bạn thì các bạn sẽ thấy nó lâu, khi mà làm thực tế thì nó nhanh lắm. Rồi, giữ ở đây, nhìn hai tay mở rộng, nó hơi khép lại một xíu. Nhìn góc trên cao, nếu mà góc mà từ trên cao nhìn xuống á, các bạn sẽ không thấy hai cái tạ nó nằm song song gì đâu. Nằm vậy thì khó đẩy lắm, nó dễ vô vai nhiều hơn. Tạ nằm một xíu vậy nè, nó hơi xéo vậy nè, nó đẩy nó dễ vô ngực hơn nè. Nhớ bóp chặt tay nắm cổ tay, khóa ngón cái lại, đừng để cái tạ nó lắc lư gì. Hãy lựa chọn cái tạ phù hợp với sức của bạn. Rồi sau đó xuống, ưỡn ngực lên, đã xuống, ưỡn ngực lên gì, rồi đẩy lên, thở ra, xuống hít vào, lên, thở ra. Nhớ nha, xuống hít vào, lên, thở ra. Xuống ngang đầu ngực. Đúng rồi, xuống ngang đầu ngực. Lưng có cong không? Không, cong nhẹ xíu thôi, để ưỡn ngực thôi. Cong nhẹ một chút để ưỡn ngực thôi nha. Rồi. Mời. Rồi, sau các bạn đẩy xong, các bạn xoay tạ lại, giơ chân lên. Rồi các bạn thả nó xuống bằng đầu gối, để người cơ thể các bạn ngồi dậy nha. Rồi sau đó để tạ xuống đất. Rồi. Ok, rồi. Mọi kỹ thuật hãy cố gắng tập chuẩn, cẩn thận, kiểm tra đúng kỹ thuật trước, trong và sau khi tập. Rồi hãy tập với mức tạ, số lần và số hiệp theo chương trình và lịch tập của bạn. Rồi chúc các bạn tập tốt.